Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một câu đố rất hay, và nó mang ý nghĩa thực tế để mọi người có được ý tưởng và cách xử lý nếu vô tình gặp một số sự việc tương tự. Câu đố của chúng ta là: bạn đang bị mắc kẹt trên đỉnh của một tòa nhà bị cháy với chiều cao là 200 mét. Tất cả các cửa ra vào, cửa sổ của tòa nhà đều không thể mở được và bạn không thể thoát ra ngoài bằng các lối đó. Và bạn có một sợi dây dài 150 mét. Trên tòa nhà này có hai sàn mở rộng cách nhau 100 mét như hình, tại mỗi sàn lại có điểm móc nối như bên. Câu đố ở đây là, chỉ sử dụng sợi dây thừng, làm sao bạn có thể xuống dưới đất được một cách an toàn? Lưu ý rằng sợi dây thừng ở đây đủ lớn để bạn có thể đu xuống. Các bạn hãy suy nghĩ và đưa ra câu trả lời của mình nhé. Cùng đi vào giải quyết vấn đề. Nhưng trước tiên, tôi muốn nói rằng, cách giải quyết câu đố này của tôi ở đây không chỉ đơn giản là đưa ra một kết quả, mà tôi muốn mọi người có một cách suy nghĩ, một ý tưởng để xử lý cho những tình huống tương tự có thể gặp ở thực tế. Nào, đầu tiên hãy xem lại vấn đề của chúng ta ở đây. Tòa nhà cao 200 mét và mỗi mặt sàn cách nhau 100 mét. Tuy nhiên ta chỉ có sợi dây thừng dài 150 mét. Như vậy, hướng xử lý của chúng ta sẽ phải là chia sợi dây thừng thành các đoạn, để làm sao chúng ta có thể đi xuống đất một cách an toàn. Hãy thử tưởng tượng cách kết hợp khi cắt sợi dây để ta có được một biện pháp tối ưu nhất. Tôi ví dụ, tôi sẽ cắt sợi dây thành hai đoạn là 100 mét và 50 mét. Nếu ai thắc mắc rằng ta không có dao hay vậy gì đó để cắt thì đây là giải pháp. Hãy cầm căng một đoạn dây, và trả qua trả lại với một góc tường, hoặc sàn, ta sẽ cắt được dây thôi. Tiếp theo, tôi buộc sợi dây dài 100 mét vào móc, và đu xuống sàn dưới như này. Tôi còn lại sợi dây 50 mét, do sợi dây 100 mét đã buộc chặt vào móc ở trên, nên ta không thể lấy lại nó. Khi đó, nếu tôi tiếp tục buộc sợi 50 mét vào móc để đu xuống đất, thì tôi chỉ có thể đu xuống 50 mét, và có lẽ phải rơi tự do ở độ cao 50 mét. Như vậy chắc hẳn sẽ không an toàn rồi. Nên đây sẽ không phải là cách giải quyết hay cho lắm. Một ý tưởng hay bây giờ là rất cần thiết, các bạn hãy cứ bình tĩnh và nghĩ nhé. Tôi sẽ cần hai bước để xuống được dưới đất. Bước 1, xuống từ đỉnh nhà tới sàn dưới. Bước 2, từ sàn dưới xuống dưới đất. Hãy xem ở bước thứ 2 này, chúng ta cần chiều dài dây thừng tối thiểu là 100 mét. Nên tôi sẽ ưu tiên 100 mét dây này cho việc thực hiện bước 2. Do đó ta sẽ có 50 mét dây để móc vào đỉnh căn nhà. Nhưng còn 50 mét nữa để xuống sàn dưới. Làm sao để dùng 100 mét dây ta đã ưu tiên, vừa có thể kết hợp với 50 mét dây kia để xuống sàn dưới, vừa có thể dùng lại khi ta đã xuống được sàn dưới. Bạn nghĩ sao khi ta sẽ làm một vòng thắt ở sợi dây 50 mét, nó sẽ làm giảm chiều dài của sợi dây nhưng thực sự không đáng kể đâu. Việc của ta lúc này là luồn sợi dây 100 mét vào vòng thắt của sợi dây 50 mét và buộc hai đầu lại với nhau. Vậy là ta đã có hai đoạn dây 50 mét để đu xuống sàn dưới. Khi xuống được sàn dưới rồi, ta sẽ tháo nút buộc hai đầu sợi dây 100 mét khi nãy. Và ta lại có sợi dây 100 mét để đu xuống đất. Chắc sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu ta rơi tự do ở độ cao 50 mét. Không ít bạn sẽ nghĩ đơn giản là bay xuống đấy nhỉ. Không hề tốt nhé, ta cần tìm cách giải quyết thông minh thay vì liều mình nguy hiểm nhé. Chúc các bạn tối sẽ ngủ ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.